Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dừng chạy tàu khách liên vận quốc tế và ngược lại. Tăng cường sản xuất khẩu trang, không đầu cơ tích trữ. Phú Thọ phạt 3 cơ sở tăng giá khẩu trang. Doanh nghiệp Hưng Yên chủ động phòng chống dịch viêm phổi corona, ổn định sản xuất. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng virus corona lây lan nhiều hơn, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu T8701MR2, bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2020. Ngành đường sắt cũng tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu MR1, T8702, bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế, kể từ 21 giờ 20 ngày 5 tháng 2 năm 2020. Việc khôi phục khai thác chạy tàu các đoàn tàu này sẽ được thực hiện khi có thông báo mới của Bộ Giao thông Vận tải. Tàu khách liên vận quốc tế hiện đang hoạt động mỗi ngày một chuyến, khởi hành từ 21 giờ tại ga Gia Lâm, Hà Nội đi Nam Ninh, Trung Quốc và ngược lại qua cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn. Hiện nay là chúng tôi cũng đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và được Bộ Giao thông Vận tải là đồng ý là dừng cái tàu liên vận hành khách. Còn cái tàu hàng hóa thì vẫn là đề nghị vẫn là cho chúng tôi tiếp tục chạy và đề nghị là giao cho tổng công ty làm việc với các cái địa phương để tiếp tục chạy hàng. Trước mắt tiếp tục khai thác chạy tàu đối với các đoàn tàu quốc tế qua hai cửa khẩu đường sắt là Đồng Đăng và Lào Cai. Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các sở giao thông vận tải tạm dừng hoạt động các tuyến vận chuyển khách cố định, cấp phép mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khuyến cáo hạn chế khách đi phương tiện công cộng để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng thời lưu ý tài xế, đặc biệt là tài xế xe buýt, taxi luôn để điều hòa từ 26 độ C trở lên, giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ, khuyến cáo hành khách hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt để tránh lây nhiễm bệnh. Với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp nCoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ ca nhiễm bệnh trên địa bàn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp chủ động phòng chống dịch. Tại một số điểm công cộng, trụ sở làm việc của huyện Ân Thi đang tổ chức phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí. Mỗi xã thị trấn được cấp 5kg chloramin B, phun sát trùng khử khuẩn. Trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, thuốc tại trung tâm y tế huyện hiện nay vẫn đáp ứng đủ. Trung tâm đề xuất thêm hơn 20.000 khẩu trang y tế, các loại thuốc phun phòng, dung dịch sát khuẩn và quần áo bảo hộ. Ngày 4 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi cách ly theo dõi sức khỏe một người tại xã Quang Vinh đang làm việc tại khu công nghiệp Phố Đối B với triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực. Trước đó, bệnh nhân trên có tiếp xúc với người Trung Quốc. Tôi cách ly theo đúng quy trình, giờ cách ly và đã cử một ekip bác sĩ và y tá. Mọi phương pháp phòng chống lây lan là chúng tôi cũng đã quần áo bảo hộ và cách ly tuyệt đối cả một kíp. Các doanh nghiệp cơ quan chuyên môn của huyện đang lập danh sách, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với người đi hoặc đến Trung Quốc trở về. Thưa quý vị và các bạn, để giữ ổn định sản xuất ngay sau những ngày nghỉ Tết nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng, vừa nâng cao ý thức trong chống dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lây lan diện rộng tại Trung Quốc, đất nước giáp với đất nước ta, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động các biện pháp kiểm soát phòng tránh ban đầu. Kể từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ đón năm mới hôm mùng 6 Tết, tất cả người ra vào hàng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tường trong cụm công nghiệp Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đều phải bắt buộc đo kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền nhắc nhở lao động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Trong các phân xưởng, không khí lao động nhộn nhịp khẩn trương ngay những ngày đầu năm mới. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu sản xuất 120 triệu mét dài khung xương và 3 triệu mét vuông tấm trang trí thạch cao, nộp ngân sách nhà nước 45 tỷ đồng. Chúng tôi đã quay trở lại làm việc ngay sau Tết Nguyên đán, đó là ngày 6, với tốc độ rất là khẩn trương, là để đáp ứng được cái đơn hàng đã ký kết ở trong năm và
cũng như để thúc đẩy sự phát triển của công ty nhằm cũng nâng cao cái mức thu nhập của anh em công nhân. Chúng tôi vẫn sẽ xác định hai cái trụ trọng tâm lớn, một là vấn đề liên quan tự động hóa để nâng cao năng suất, giảm các cái giá thành liên quan đến sản phẩm. Bên cạnh đó thì cái trọng tâm thứ hai cũng là một trong những trọng tâm mà chúng tôi cần đang tập trung, đó là phát triển các sản phẩm mới với cái nhu cầu cao hơn về thị trường liên quan đến chống ẩm, liên quan đến chống nóng, liên quan đến các cái vấn đề về vi sinh, các cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi sẽ tập trung nhiều nhất trong năm 2020. Để hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất hơn 23.000 tấn ống thép các loại trong tháng 1, ngay sau những ngày nghỉ Tết, các công đoạn trong dây chuyền sản xuất của nhà máy ống thép Hòa Phát nằm trong cụm công nghiệp Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã hoạt động 100% công suất. Đầu năm nay, nhà máy đưa vào sản xuất ống thép cỡ lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam với đường kính 325mm, độ dày 12 ly. Qua hơn một tuần sản xuất sau Tết, bình quân mỗi ngày, nhà máy xuất bán ra thị trường trên 1.000 tấn sản phẩm ống thép các loại và bọc xong lô hàng 500 tấn thép sườn tĩnh điện cao cấp để xuất khẩu sang Canada trong những ngày tới. Quyết tâm của năm nay là chúng tôi sẽ bảo đảm ổn định về mặt nhân lực cho sản xuất. Phương châm của năm nay là lấy chất lượng để duy trì được cái số lượng bán hàng và cũng như là cái hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Với những bước khởi đầu thuận lợi ngay từ những đơn hàng đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020 và với sự nỗ lực quyết tâm của người lao động cùng các chủ doanh nghiệp, tin tưởng rằng năm 2020 tiếp tục là năm khởi nghiệp, năm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh hơn. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Sở Y tế về sẵn sàng đảm bảo cung cấp đủ vật tư, các thiết bị cho phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất vật tư y tế đã tích cực tăng ca, nâng cao năng lực sản xuất, phân phối khẩu trang, đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, đẩy giá mặt hàng lên cao. Với hai dàn máy tự động sản xuất khẩu trang 3 lớp hoặc 4 lớp, trước đây cơ sở này sản xuất được 50.000 chiếc khẩu trang, thì nay đơn vị đã tăng ca, công nhân chạy máy 24/24 giờ, tăng sản lượng lên 100.000 đến 120.000 chiếc một ngày, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư để phòng chống dịch bệnh nCoV. Mặc dù nguyên liệu đầu vào khan hiếm và tăng giá, tuy nhiên đơn vị vẫn cam kết bình ổn giá để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đại uy đã dành hết cái năng lực của mình để tăng ca phục vụ bà con nhân dân. Hiện tại thì sản lượng đã tăng lên đến khoảng 70.000 và trong ngày mai đại uy sẽ tăng lên 3 ca sẽ đạt được 100.000. Về giá thành thì đại uy cam kết là giá thành bình ổn giá để tất cả mọi người đều có khẩu trang để sử dụng. Trong tình trạng tương tự, cơ sở sản xuất khẩu trang này cũng thực hiện tăng 3 ca cho năng lực sản xuất khoảng 50.000 đến 60.000 sản phẩm khẩu trang y tế một ngày và cam kết không tăng giá. Tuy nhiên, đơn vị chia sẻ với nguồn nguyên liệu hiện có, công ty chỉ có thể sản xuất thêm trong vòng một tuần. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Vụ Trang thiết bị Công trình Y tế, Bộ Y tế cũng như là Bộ Công Thương đang tìm kiếm những nhà cung cấp nguồn nguyên liệu mới. Và hiện tại bây giờ giá nguyên liệu đầu vào cho hai loại vải như tôi đã nói trên tăng đến 5-6 lần. Và nếu mà trong thời gian tới mà chúng tôi vẫn chưa tìm được giống các nguyên liệu một cách ổn định và khẩn trương, thì với công suất và nguồn nguyên liệu dự trữ hiện tại trong kho của công ty cổ phần Danafa thì dự kiến chúng tôi 10 đến 15 ngày nữa là hết nguồn nguyên liệu để vào. Theo các chuyên gia, các cơ sở sản xuất khẩu trang trong nước hiện đủ năng lực đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang chủ động sản xuất, chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh, không tăng giá, đảm bảo bình ổn thị trường. Vì vậy, người dân không nên quá lo lắng và tìm mọi cách tích trữ mặt hàng khẩu trang. Là chúng ta có 39 các doanh nghiệp tham gia sản xuất găng tay và công suất chưa chính thức thì có khoảng trên 3 triệu cái khẩu trang một ngày. Và với công suất này và nếu đủ nguyên liệu thì chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Thì các doanh nghiệp mặc dù các nguyên liệu đầu vào là có tăng giá một chút ít, tuy nhiên thì các doanh nghiệp cam kết là không tăng giá, bán buôn ra không tăng giá. Nếu chúng ta quản lý tốt mà chúng ta không để cái tình trạng đầu cơ tích trữ thì cơ bản là chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của nhân dân. Thậm chí nếu mà có đủ nguyên liệu đầu vào nữa thì chúng ta không những đáp ứng cho chúng ta mà có thể là tham gia hỗ trợ cho các nước bạn nếu cần.
Bằng nhiều nỗ lực nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như cam kết không tăng giá, các cơ sở sản xuất khẩu trang trong nước đang cố gắng để đáp ứng nhu cầu của người dân hơn nữa và hạn chế tình trạng đầu cơ tích trữ với mặt hàng này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, chặt chém người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra. Các đơn vị nghiệp vụ công an, quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus corona gây ra để đầu cơ chuộc lợi. Danh sách nói trên bao gồm hai quầy thuốc ở chợ thuốc Habulico, quận Thanh Xuân, một nhà thuốc ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, một nhà thuốc ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, hai nhà thuốc ở Tam Trinh, quận Hoàng Mai, hai quầy thuốc ở Mai Châu, Đại Mạch, huyện Đông Anh, một quầy thuốc ở Kim Trung, huyện Đông Anh, một quầy thuốc ở Phùng Hưng, quận Hà Đông, một quầy thuốc ở Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở Giãn Quế Thiện, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở ngõ 251 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, một quầy thuốc ở Phương Mai, quận Đống Đa, một quầy thuốc ở phố Cầm Thiên, quận Đống Đa, một nhà thuốc ở Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, một nhà thuốc ở Cụm 2 Xuân La, quận Tây Hồ, một nhà thuốc ở Âu Cơ, quận Tây Hồ, hai nhà thuốc ở Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, một nhà thuốc ở Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm. Công an Hà Nội lưu ý người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường số điện thoại 1900 888 655 để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra một số quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 3 nhà thuốc tăng giá bán khẩu trang y tế lên gấp 10 lần. Một số hiệu thuốc còn vi phạm không niêm yết giá, người bán hàng không có giấy tờ ủy quyền của chủ cơ sở. Trong bối cảnh xuất hiện một số hành vi trục lợi từ dịch bệnh, Cục Quản lý Thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ như y tế, công an và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các hành vi đầu cơ, găm giữ vật tư y tế nhằm trục lợi bất chính. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, hiện tượng thiếu hàng, tăng giá bán mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, găng tay y tế xảy ra tại nhiều địa phương. Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra, xử lý 1.221 vụ vi phạm về giá bán khẩu trang của các nhà thuốc, tạm giữ gần 318.620 chiếc khẩu trang. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 14.865 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Cục Thuế và Chi cục Hải quan Hưng Yên đã triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm. Với dự toán được giao trên 10.000 tỷ đồng, trong năm 2020, Cục Thuế tỉnh xây dựng chỉ tiêu phấn đấu, tăng thu giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong ngành. Ngành thuế tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác kịp thời các khoản thu sắc thuế vào ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Cụ thể, đã rà soát đánh giá các khoản thu sắc thuế để giao dự toán quý 1 với từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành thuế phải quyết liệt trong công tác thanh tra kiểm tra, nhất là những đơn vị có rủi ro cao, những đơn vị có dấu hiệu gian lận trốn thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ không thiếu phần quan trọng đó là quyết liệt trong công tác thu hồi nợ động. Và ngành thuế thì sẽ đề ra các giải pháp là triển khai đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ theo quy trình quản lý nợ, phân công phân nhiệm cán bộ để thu hồi nợ động thuế và gắn trách nhiệm cán bộ thu nợ với từng doanh nghiệp, từng địa bàn thu nợ để làm thế nào đó là kết quả thu nợ là cao nhất và không phát sinh tăng nợ xấu. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo tuyên truyền đúng chế độ chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh. Đối với thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự toán giao thu là 4.300 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với dự toán giao năm 2019.
năm 2020, Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng thông quan hàng hóa, đảm bảo quy định của pháp luật. Rà soát và tổ chức kiến nghị tất cả những cái thủ tục hành chính nào không còn coi như là cần thiết mà thấy có những cái dấu hiệu mà gây trở ngại vướng mắc cho các doanh nghiệp thì kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để tiến hành hủy bỏ cái thủ tục hành chính đó nhằm làm sao tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận mà đã làm tiến hành làm thủ tục hải quan chỉ có khởi nghiệp đẩy mạnh công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trong các cái lĩnh vực như xuất xứ như CO thế rồi mã giá để tạo cái mặt bằng cạnh tranh công bằng nhất cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, trong đó nổi bật là dấu ấn về số thu ngân sách nhà nước năm 2019, hy vọng rằng năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc, hoàn thành vượt mức dự toán được giao là gần 15.000 tỷ đồng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Chăn nuôi theo quy mô gia trại và nông hộ phát triển mạnh trong nhiều năm qua ở các địa phương đã khiến cho môi trường chăn nuôi ngày càng ô nhiễm và không kiểm soát được nguồn lây dịch bệnh, làm tăng chi phí. Giải quyết thực trạng này, trong 3 năm trở lại đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã tăng cường hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi. Từ đó đã có nhiều trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trang trại chăn nuôi rộng hơn 5 hectare này là của anh Nguyễn Quyết Thắng ở thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ. Từ cách thức nuôi truyền thống, song anh Thắng đã tận dụng phụ phẩm trong công nghiệp như bã bia, bã đậu nành, yến mạch của nhà máy sản xuất bia kết hợp với ngô, đầu và xương cá, cám mạch, đậu tương để nghiền nhỏ rồi trộn men vi sinh và ủ tối thiểu 24 giờ cho gà ăn. Thức ăn dạng này đã cung cấp cho gà nguồn protein chất lượng cao. Thời gian nuôi gà kéo dài từ 5 đến 6 tháng với nguồn thức ăn lên men đã giúp cho chất lượng thịt gà thơm ngon không như gà nuôi công nghiệp. Trại đây áp dụng chương trình chăn nuôi Việt Gáp. Bên cạnh chương trình chăn nuôi Việt Gáp, các cái chương trình khuyến cáo theo chuẩn an toàn của việc chăn nuôi Việt Gáp thì ở trại cũng có sử dụng một số các cái ví dụ như là liên quan đến phòng và trị bệnh cho gà thì sử dụng các cái thảo dược cũng khá là nhiều và hạn chế tối đa cái việc sử dụng kháng sinh nên cái sản phẩm rất là an toàn. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái thức ăn thì ở trại đây cũng đã sử dụng một số cái phụ phẩm trong hoạt động sản xuất, ví dụ như là sử dụng nguồn bã bia, bã đậu, thế rồi là trực tiếp mua ngô, mua khô đậu tương về để tự phối trộn thức ăn ủ qua men vi sinh, giảm thiểu cái chi phí sản xuất xuống. Đó là những cái hiệu quả rất là tốt khi mà áp dụng. Đó. Hiện nay, mỗi năm trang trại của anh Thắng xuất bán trên 30.000 con gà và được cung ứng đến tận tay người tiêu dùng, không qua khâu trung gian. Với cách làm này, trang trại của anh đã được cơ quan chuyên môn thẩm tra và cấp giấy chứng nhận trang trại đạt tiêu chuẩn quy trình chăn nuôi Việt Gáp, nâng số trang trại trên địa bàn huyện Tứ Kỳ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp lên 8 trang trại. Chăn nuôi Việt Gáp là phương pháp hữu hiệu giúp cho người dân chủ động khống chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tạo được sản phẩm an toàn chất lượng với hiệu quả tích cực. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi đầu tư áp dụng phương pháp này. Căn cứ vào cái hiệu quả đó thì năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp tục nhân rộng cái mô hình để áp dụng chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp được 23 cơ sở, trong đó có 15 cơ sở chăn nuôi lợn, 1 cơ sở chăn nuôi vịt và 7 cơ sở chăn nuôi gia cầm. Và tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đã có 61 cơ sở là đã chăn nuôi và đạt theo cái tiêu chí là chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp. Và chúng tôi cũng đã dự kiến là trong năm 2020 thì sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp là khoảng 24 cơ sở chăn nuôi. Chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp được đánh giá tốn nhiều công hơn so với phương pháp truyền thống bởi đòi hỏi rất khắt khe từ địa điểm bố trí khu chăn nuôi, chuồng nuôi và thiết bị chăn nuôi, giống và quản lý chăn nuôi, vệ sinh, thức ăn của vật nuôi. Hàng ngày đều phải ghi nhật ký chi tiết, theo dõi mọi diễn biến cũng như tác động của con người tới vật nuôi, bù lại đã giúp cho người nuôi kiểm soát được dịch bệnh, tạo ra được sản phẩm chất lượng, an toàn cho thị trường và hiệu quả kinh tế cao.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.